chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, chúng ta đã bước vào những ngày đầu tiên của năm mới 2021. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Hải Yến và Thanh Hải kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe, một năm mới sản xuất mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu. Thưa bà con, năm 2020 vừa qua, mặc dù gặp phải một số khó khăn do thiên tai dịch bệnh, dẫu vậy với những nỗ lực bắt nguồn từ nhiều phía, nông dân, doanh nghiệp và cơ quan chức năng, sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng vẫn đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, tăng trưởng toàn ngành đạt gần 4,5%. Và trước khi đến với những thông tin vui nói trên, mời bà con cùng Hải Yến và Thanh Hải điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ có trong chương trình. Tìm hiểu mô hình canh tác nông nghiệp thông minh ở thành phố Đà Lạt Nông dân Đà Nẵng tất bật vào vụ hoa Tết Hiệu quả tư phát triển kinh tế bằng mô hình gà đẻ trứng ở Yên Bái. Đầu năm cùng tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch. Mở đầu chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ là một thông tin nông nghiệp vui. Thưa bà con, năm 2020 chứng kiến nhiều sự đổi mới trong tư duy làm nông nghiệp của nông dân Lâm Đồng nhiều mô hình với quy trình canh tác tiên tiến đã được hình thành, giúp nông dân nâng cao thu nhập, góp sức cùng ngành nông nghiệp địa phương nâng cao giá trị thu nhập bình quân trên mỗi đơn vị canh tác, 180 triệu đồng một hecta một năm. Đó chính là tiền đề quan trọng để nông nghiệp Lâm Đồng có thêm nhiều thành quả mới trong năm mới 2021 và giai đoạn 2021-2025. Năm 2020, Tăng trưởng GRDP toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng đạt gần 4,5% so với cùng kỳ năm 2019, tương ứng với tổng sản phẩm đạt gần 25.400 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được đầu tư và nhân rộng tại nhiều địa bàn trong tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác đạt 180 triệu đồng một hectare một năm. Trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh hiện nay, đòi hỏi ngành nông nghiệp, bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa, tăng cường ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết sản xuất, nhất là trên các loại nông sản có lợi thế cạnh tranh. phấn đấu đến hết năm 2021, 21% diện tích, tương đương khoảng 62.800 ha được ứng dụng công nghệ cao. Hiện nhiều giải pháp hỗ trợ tác động đang được ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục triển khai xuống cơ sở, nhằm tiếp thêm lực giúp bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp đầu tư canh tác hiệu quả và khoa học hơn. Trong bối cảnh dịch bệnh trên nhiều loại cây trồng vật nuôi diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì thành quả nói trên quả là rất đáng khích lệ phải không chị Thanh Hải. Đúng như vậy và quan trọng hơn là cùng với những định hướng và hỗ trợ của ngành nông nghiệp thì bà con nông dân các địa phương đã có những đổi mới trong tư duy làm nông nghiệp. Nhờ đó mà nhiều mô hình đã đạt được hiệu quả, nhiều cách làm hay đã được hình thành. Đây là vườn ớt chuông rộng 1,2 sào của nhà nông Ngô Hữu Hậu ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, chủ vườn đã đầu tư theo quy trình công nghệ cao, hết sức khoa học. Toàn bộ cây trồng được canh tác trong giá thể, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, kết hợp bón phân tiên tiến. Đầu tư công nghệ cao như thế đã giúp chủ vườn giảm công lao động, hạn chế lãng phí nguồn nước tưới. Cũng thông qua hệ thống tưới nhỏ giọt, dinh dưỡng được cung cấp cho cây trồng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, giúp cây ớt phát triển ổn định, năng suất đạt bình quân trên 2 kg một cây. Vâng, một khi nông sản được canh tác theo quy trình tiên tiến thì năng suất đảm bảo, chất lượng vượt trội. Đó chính là những yếu tố giúp nhiều sản phẩm nông nghiệp của nông dân Lâm Đồng có chỗ đứng ổn định trên thị trường. Đáng mừng là thời gian gần đây, giá nhiều loại nông sản ngắn ngày hết sức khảo quan, đã khuyến khích bà con nông dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng hoàn chỉnh, có phần tạo tính bền vững cho sản xuất nông nghiệp tại Lâm Đồng chúng ta. Đây là khu nhà kính rộng 5 sào của nhà nông Ngô Thị Ngọc Ánh ở phường 5 thành phố Đà Lạt. Để đáp ứng những đòi hỏi khắc khe của thị trường, vài năm trở lại đây, chủ vườn đã mạnh dạng đầu tư hàng tỷ đồng canh tác các loại nông sản chất lượng cao theo quy trình nông nghiệp thông minh. Nhiều công đoạn như quản lý độ ẩm trong vườn, tưới nước, kết hợp bón phân qua hệ thống tưới nhỏ giọt vân vân đều được quản lý thông qua hệ thống cảm biến kết nối Internet. Với mô hình sản xuất đồng nghiệp IoT như thế đã giúp chủ vườn giảm công lao động, theo dõi và chăm sóc cây trồng kỹ càng hơn, giảm thất thoát đầu tư và hạn chế ô nhiễm môi trường canh tác, nhờ lượng phân thuốc được cung cấp đúng theo nhu cầu từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng nhờ đó mà chất lượng nông sản ngày càng ổn định và có bước tăng trưởng, hiệu quả kinh tế khả quan. Mỗi năm mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng một sao. Những giải pháp đầu tư nói trên của tỉnh Nam Đồng cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng mà ngành nông nghiệp Việt Nam đề ra trong năm 2021 và nhiều năm tiếp theo. Cụ thể là trong năm 2021, ngành nông nghiệp Việt Nam tập trung tái cơ cấu toàn ngành theo hướng nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có. Cụ thể các chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 của ngành nông nghiệp cả nước là tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành từ 2,7 đến 3%, tăng giá trị sản xuất từ 2,8 đến 3,1%. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên 42 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ xuất xạ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên 70%. Để hoàn thành những mục tiêu nói trên, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm 2021 là tổ chức thực hiện chiến lược sản xuất quy mô lớn gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng miền đồng thời phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản cả trong nước và xuất khẩu thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Chuyển một số thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác. Thưa bà con, như bà con cũng đã biết thì chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021. Sau thời gian ảnh hưởng của mưa bão, những ngày này tranh thủ thời tiết tốt, bà con nông dân trồng hoa ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã vào vụ chăm sóc hoa, phục vụ cho thị trường Tết. So với năm ngoái, lượng hoa năm nay ở quận Cẩm Lệ bị ảnh hưởng bởi mưa bão cũng ít hơn, một số hội dân đã tranh thủ trồng thêm cúc ngoài đất để phục vụ cho nhu cầu mua hoa cúng vào dịp Tết của người dân, qua đó tăng thêm thu nhập dịp cuối năm. Sau ngày 20 tháng 7 âm lịch, nhiều nhà vườn ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu xuống giống các loại hoa chủ lực phục vụ cho Tết nguyên đáng. Đến nay, người nông dân ở địa phương này đã hoàn tất việc gieo trồng và bước vào giai đoạn chăm sóc hoa. Nhờ sự chăm sóc cẩn thận nên một số loại hoa của bà con nông dân đã phát triển tốt, dự kiến một vài tuần tới nhiều nông hộ sẽ cung cấp hoa cho thương lái cũng như đưa hoa xuống chợ hoa tiêu thụ với việc chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và tích cực chăm sóc nông dân trồng hoa đà nẵng đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ hoa chính trong năm Chuyển sang thông tin về hiệu quả từ mô hình nuôi gà đẻ trứng tại tỉnh Yên Bái. Thưa bà con, thực hiện mô hình phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho 40 nông hộ nghèo ở xã Bá Lau, huyện Trạm Tấu, ổn định thu nhập. Hiệu quả thực tế của mô hình liệu có được như mong đợi? Thanh Hải và Hải Yến mời bà con cùng đến với một số thông tin sau. Dự án xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng gắn với chương trình không còn nạn đói tại tỉnh Yên Bái do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn chủ trì cùng với các đơn vị có liên quan triển khai. Gần 3.000 con gà giống cùng 13 tấn thức ăn hỗn hợp đã được giao cho 42 hộ dân. Quá trình chăn nuôi, các đồng hộ cũng đã được tập huấn, hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Bá Lâu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50% tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em chiếm tỷ lệ cao. Do vậy, việc triển khai thực hiện mô hình phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng gắn với chương trình không còn nạn đói tại tỉnh Yên Bái đã mở ra cơ hội để bà con tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giảm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Thưa bà con, như Thanh Hải và Hải Yến đã thông tin ngay từ đầu chương trình, thì năm 2020 vừa qua, biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ nét. Điều đó đã gây nên nhiều khó khăn cho bà con nông dân. Bởi vậy, theo nhận định của cơ quan chức năng, bên cạnh kinh nghiệm thực tiễn, nhà nông cần có giải pháp đầu tư chăm sóc cây trồng khoa học. Cụ thể là trên cây sầu riêng hiện đang là giai đoạn sau thu hoạch, bà con nông dân cần có những giải pháp gì để giúp cây phục hồi, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để ra hoa, đậu quả trong vụ mùa mới 2021? Hãy Yến và Thanh Hải mời bà con cùng tham khảo những giải pháp sau đây. Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 12.000 hecta sầu riêng. Bên cạnh những diện tích trồng thuần, thì sầu riêng còn được nhiều nông hộ xen canh trong vườn cây cà phê để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác. Năm qua, năng suất bình quân của sầu riêng Lâm Đồng dao động từ 50 đến 60 trái một cây. Cá biệt có những diện tích được bà con nông dân đầu tư chăm sóc đảm bảo. Năng suất có thể đạt 70 đến trên 100 trái một cây trọng lượng bình quân mỗi trái là 3 kg. Sau thu hoạch, nhiều vườn sầu riêng bị kiệt sức, bởi vậy trong giai đoạn hiện nay, nếu không được đầu tư chăm sóc đảm bảo, rất dễ bị các loại sâu bệnh gây hại, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Thường thường ở như khu vực chỗ Độc Thắng ấy, như bọn tôi trồng ấy thì là hai trồng xen canh, tức là trồng với sầu riêng là cà phê. Vì cứ trồng cà phê rồi bắt đầu là mình lại trồng thêm sầu riêng vào thế cho nên là cái sự chăm sóc thì nó cũng nhiều cái nó rất là phức tạp. cái thứ nhất là bởi vì cà phê ấy, thì nó hay bị những con rệp ấy, sâu bệnh. thế là khi mà mình xịt cho sầu riêng ấy thì nó hay lên trên cây sầu riêng nhiều. đấy cho nên là nó hơi có sự khó khăn về cái đoạn mà san canh. để cây sầu riêng phát triển một cách bền vững trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh việc tỉ cành, tạo tán đúng kỹ thuật, bà con nông dân cần bón phân và tưới nước hợp lý thường xuyên thăm vườn để kịp thời phát hiện và xử lý các loại sâu bệnh hại cây trồng, tạo những điều kiện tốt nhất để cây phân hóa mầm hoa, ra hoa đậu quả. Bà con nông dân cũng phải khẩn trương chúng ta dọn vườn rồi chúng ta uh, dọn vườn rồi tàn dư cây trồng để cho cái uh, uh, vườn nó thông thoáng, đất nó nhanh thoát nước và để tạo khô hạn giúp cho nó nhanh uh, nhanh phân hóa. Thế còn uh, trường hợp mà nếu mà uh, cây đất đã khô mà cây uh, Uh, héo và cây vẫn nhưng mà vẫn chưa phân hóa mà hoa thì chúng ta có thể tưới nhẹ một lần. Năm 2020 vừa qua, giá sầu riêng bình quân tiếp tục ổn định ở mức từ 40.000 đến 60.000 đồng một kg, cao gấp nhiều lần so với cây cà phê. Loại cây trồng có diện tích canh tác lớn nhất hiện nay tại Lâm Đồng nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Để tiếp tục ổn định nguồn thu từ loại cây ăn trái nói trên, bà con nông dân cần có giải pháp đầu tư, chăm sóc đảm bảo ngay từ đầu vụ sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh sẽ giúp cây sầu riêng chống chịu với những loại dịch bệnh cũng như những thời điểm thời tiết thay đổi thất thường. Đây chính là tiền đề để sầu riêng ra hoa đậu quả đảm bảo vào những tháng tới. Vâng, hy vọng với những khuyến cáo trên đây, bà con nông dân có thêm những thông tin cần thiết để đầu tư chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn sau thu hoạch hiệu quả và khoa học. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động cũng đã hết. Nhân dịp đầu năm mới 2021, một lần nữa, Thanh Hải và Hải Yến xin kính chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, luôn có những vụ mùa bội thu. Bà con và các bạn quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 Ngày Chuyển Động LTV A.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Đến đây thì Hải Yến và Thanh Hải xin nói lời chào tạm biệt.